Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam sau gần nửa tháng xét xử. Theo đó, hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đào Ngọc Viễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng và tuyên phạt 15 năm tù, giảm 2 năm tù so với bản án thẩm. Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, 13 năm 6 tháng tù, giảm 2 năm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm về tội buôn lậu. Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 16 bị cáo khác. Hội đồng xét xử cho biết đã xem xét các tình tiết mới về nhân thân gia đình, nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên có căn cứ giảm án cho các bị cáo trên.